Ok, hello anh em nha. Hôm nay mình đi săn nha anh em. Chúng hôm nay đi săn với Nguyễn Hiền. Thì hôm nay đồng hành của mình là mắt cáo V2 khổ 18-12.8 bắn 17 nha anh em. 12.8-17. Dày 12 ly lượng đầu nha anh em. Dày 12 ly lượng đầu, bóng cạnh, chân mặt. Đây là cái mấy cái vuông, mấy cái ruộng xoài anh em, xoài huyết á, con ta nuôi nè, ngăn lại anh em, tối mở đèn lên đấy, dài dài sâu cứ sâu chuồng trống luôn đấy, về là tới mùa sinh sản rồi nè anh em, nó với anh em thấy không, nhầm nhóc chân luôn nè, tới mùa sinh sản nè. Ok, bây giờ đồng hành cùng anh em mình xem là hôm nay có gì không nha anh em, let's go. Anh lỗi chứ ai. Có bỏ tiền bạc gì không? Lẽ coi chừng thôi tỉnh, nó sẽ tỉnh lại á. Thấy ghê vậy trời. Kênh Nguyễn Hiền Vlog, xem anh Hiền hạ sao nha. Mình không có đăng cái khúc anh bắn nha. Anh em vào xem thấy anh bắn nha, rất là xa luôn. Tận ngoài lộ kêu bắn vô đây nghe nè. Ok. Bắt cáo về 2. Rồi, vô dò thật đi. Ok, tiếp tục anh em ơi. Quá sầm luôn. Con này lớn dữ lắm, lớn luôn nè. Lụm khỏi chạy. Lụm khỏi chạy. Còn cò trắng anh em ơi. Nó nhờ không anh, không lụm chứ. Không lụm biết sao bắt được nó nữa. Dạ. Ở đây nè, phải không? Vườn đây nè. Ừ, đâu có cho nó đủ bánh này hết. Trời đất ơi, tảng thật nè, bắn gãy cánh. Vậy cả. Bắn hai viên đó. Rồi cái bòi thêm viên nữa. Hay thế chứ. Rồi trắng nghe nè. Một ngày làm được mấy con? Cũng hơi thôi. Bỏ đầu xuống. Cũng bị bẹp rồi có luôn á. Dạ. Rồi. Bắn về cái gom lại chiều nhậu. Cái gom nhậu chơi vậy đó. Ừ. Chứ. Tao phải. Ok, tiếp tục anh em ơi. Nhìn yên yên chút quay mất rồi, không thấy hả? Thì đâu đi, đủ cô dằn nha anh em, nó bắn cánh gì tao nước mội ông ơi, bắn cánh gì nước mội. Ok
bóng cánh này ta nướng mồi. Bắt cá V2 nha anh em. Đây, chạy nhanh nhanh đó, chạy nhanh lại đi. Mấy viên? Cáo nha anh em, bắt cá V2 nha. Bắt cá V2 nha anh em. Đây. Nắng quá vô đây gần anh em ơi. Ngay cổ. Ngay cổ nha. Ok, ngon lành. Lâu anh em ơi. Lâu luôn. Tiếp tục anh em ơi. Nha. Kể cổ. Ngay đầu qua luôn cái áo luôn. Ba hộp số luôn. Cô nhí nha nè. Ngay đầu nha. Đó. Mất hộp số luôn rồi. Trời ơi. Tụi anh em ơi. Chưa dừng lại ở đó đâu. Từ 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 bình tĩnh bình tĩnh. Chưa dừng lại ở đó đâu. Đây, hai con nha anh em. Con kia ra lụm chưa xong nữa, này bay lên. Này ngang người luôn em ơi. Ai biết đâu tự nhiên. Anh đâu biết được đâu. Khó đoán thiệt. Phất ngạc. Ok, tiếp tục anh em ơi. Còn đâu mà lên nữa không?